có chuyện gì đấy? Anh ơi, bữa nay có thằng nó chửi em ngu như trâu. Nó ở đâu? Ở đằng kia. Hả? Đi. Đâu? Đâu? Nó đâu? Nó đâu? Nó đâu? Đằng kia. Ai hốt thì mà. Hả? Bon ơi. Ơi. Làm gì vậy? À, ta đang tưới nước vào cái trâu ấy mà. Ta đang tưới nước vào cái trâu ấy mà. Ai hốt thì mà. Tưới nước vào cái trâu này mà không nhìn thấy à? Ôi trời ơi. Ơi. Anh ơi, anh có ăn mi đâu? Có. Này nghe nè. Thì mít đâu? Thì giờ lại còn có mỗi cái cùi với cả cái sơ này thì ăn làm sao được? Muốn mít đâu? Em ăn rồi. Ai hốt thì mà. Mày cho anh ăn cái gì? Em mời anh ăn vỏ mít chứ em mời anh ăn mít đâu. Mày đi lại đi. Mày đi lại đi. Mày đi lại đi.